cháy nhà vắng chủ ở quận Gò Vấp lúc giữa trưa. Một vụ cháy nhà dân xảy ra trên địa bàn quận Gò Vấp trưa ngày 2 tháng 12 năm 2022. Theo thông tin ban đầu, lúc hơn 12 giờ cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà nằm trong hẻm đường Trương Đăng Quế, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa. Thấy cháy, người dân hô hoán dập lửa, gọi báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy đã được dập tắt. Người dân tham gia chữa cháy cho biết, thời điểm xảy ra cháy, người bên trong căn nhà đi vắng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được làm rõ.